Ai lên ơi chín tiêu châu hội ngắm cảnh rừng tiên chúa cà phê một lùng phong cảnh sơn quê hồn mơ thiêng sông núi rành rành tài còn ghi trong tích tu mê chiều thái tổ một thôn nghèo mà đi đỏ trước nước làm mà chiều khói thoa dù thuyền yên thế yêu dần.
chi mười phương, Chúa Bà Bề Đồng Yên một tầm hương. Điều ao thăm gì dịu dàng bước ra, cô nàng đã dừng bông dân hoa, nàng đứng tươi tốt nàng ưa nhìn, cô nàng cứ ra hồ bạch hồ tiên.
được nở chung. Chân bước trên cầu mây suối reo hòa theo tiếng đàn, nhìn thung lũng rộn ràng là đi đây lên đèn tiên chúa, đây mới thực là đẹp, nhìn xem xinh đẹp tươi đi lòng vui sao. Sao vì sát sát trừ tình.